Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái men CW61 nha các bạn. CW61 đây, mã men của nó đây. DA00B6MB6D0 nha các bạn. Review là D. Hiện trạng của cái con này là phá nguồn 19 đầu vào nha các bạn. Phá nguồn 19 đầu vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện và mình cho các bạn xem là nguồn 19 nó bị khóa tại con phép đầu vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện. Các bạn thấy led sáng nha các bạn. Đó, led sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguồn tại con phép đầu vào nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ đo tại con phép BW48 nha các bạn. Đó, nguồn đầu vào nó sẽ qua cái con diode là BD5. Sau đó nó sẽ qua cái con phép là BW48 nha các bạn. BD5 rồi sau đó nó qua con BW48. Đây. Đó, nó vào cực D. Đó là các bạn thấy có 19V. Ngay cực D của con BW48 có 19V. Qua cực S này nha các bạn. Còn có 4V. Qua cực S còn có 4V nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đo cực G xem như thế nào. Cực G có 4V mấy à. 4V mấy luôn. Đây, mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo nha các bạn. Đây. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ nha. Mình sẽ đo cực S nha các bạn. Đó, cực S có 4V mấy nha các bạn. Cực D có 19V nha các bạn. Đó, và cực G 4V mấy luôn. Đây, cực S. À, các bạn quan sát cái đồng hồ nó có 4V mấy nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra xem cái con phép này có vấn đề gì hay không nha các bạn. Đó, mình sẽ đo phía trong luôn cho các bạn xem. Đây, có mấy cái tụ 19 phía trong này nha các bạn. Đó, có 4V mấy nha các bạn. À, có 4V mấy. Bây giờ mình sẽ đo xem cái con BW48 này có vấn đề gì không nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành mình đo nguội, mình sẽ rút điện nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ chuyển qua hang đo ôm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đo cái con BW48 này nha các bạn. Các bạn xem cái tổng trở. Đấy, dương vô ít mình lên. Ok, cực G với cực S nha các bạn. 0 1. Ồ, hai cái cực G cực S này có vấn đề nha các bạn. Mình chuyển qua hang đo ôm, mình sẽ đo lại cực D cực S này nha các bạn. Cực G cực S chứ, sorry. Ồ, như vậy là cái cực G cực S của cái con phép này có vấn đề nha các bạn. Có 135 ohm. À, khả năng là con phép này nó bị rỉ rồi nha các bạn. Nó rỉ hai cái chân này rồi. Có 135 ohm nha các bạn. Đây, mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Rồi các bạn xem cái đồng hồ nha, mình sẽ trực tiếp mình sẽ đo hai cực. Rồi, 135 ohm này nha các bạn. Đó. Các bạn quan sát cái đồng hồ có 135 ohm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiếm một cái con phép ba chân khác nha các bạn. Mình sẽ kiếm một cái con phép ba chân khác. Mình sẽ bóc cái con này ra. Đó. Và mình sẽ thay vào đây. Xem nó có hết bị sọt cái đường cực G cực S của con BW48 không nha các bạn. Trước tiên mình sẽ bóc cái con phép này ra trước. Thank you.
Sau khi mình đã bóc con BQ48 và cái con BC23 thì chân G và chân S của con BQ48 nó vẫn còn bị tổng trở 100 mấy chục ôm nha các bạn. Và mình thấy hai chân đó nó sẽ vào con BQ5. Vào con BQ5 nha các bạn. Nó vào cực S và cực G của con BQ5 luôn. Mình sẽ cách ly con BQ5 này ra. Nó xem nó có hết không nha các bạn. Nếu mà mình bóc con BQ5 này ra mà nó hết thì mình sẽ gắn lại hai con kia và mình sẽ kiếm một cái con phép BQ5 là con phép thuận nha các bạn. Đó là con BNB. Rồi mình sẽ đo lại. Bây giờ mình sẽ đo lại nha các bạn. Đó, xem chân G, chân S này có hết chưa. Ồ, như vậy là tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok. Như vậy là tổng trở đã lên cao rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đo lại cái con này nha các bạn. Con BQ5 này. Đó, mình sẽ đo lại con BQ5 này. Chân ba chân S và chân G nó xem nó có bị vấn đề sọt hay không nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Rồi chính xác. Chính xác là tại con BQ5 nha các bạn. À, như vậy nguyên nhân là do con BQ5. Con BQ5 con phép thuận BQ5 nha các bạn. BNB. Đó, con phép này là kênh BNB nha các bạn, phép thuận. Đây, nguyên nhân nó là do con này. Đó. Như vậy mình sẽ gắn lại hai cái con BC23 và con BQ48 nha các bạn, và mình sẽ kiếm một cái con BQ5 khác mình sẽ thay vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn hai cái tụ và cái con BQ48 vào nha các bạn. Rồi mình vừa kiếm được cái con phép thuận nha các bạn. Mình sẽ thay thế cho con BQ5. Mình sẽ lấy con này mình thay thế vào con BQ5 nha các bạn. Rồi tổng trở lên cao nha các bạn. Ok. Rồi mình sẽ đo lại bên đây. Rồi lên hàng ký rồi nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ ghim điện xem nguồn 19 nó có vào phía trong chưa nha các bạn. À, mình sẽ đo lại nguồn 19 xem có vào phía trong chưa. Rồi nguồn 19 đã vào phía trong rồi nha các bạn. Đó. Như vậy là nguồn 19 đã vào. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gắn RAM.
gắn servo vào xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, máy đã có nguồn rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem dòng của nó nha các bạn. Rồi, các bạn xem là dòng nó có dùng bút hay không nha các bạn. Rồi, mình sẽ kích. Rồi máy ăn dòng nha các bạn, máy có dòng boost. Ok, máy đã có dòng boost nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Là mình đã kết thúc được cái ban khóa nguồn 19 trên cái con CQ61 này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn RAM vào. Rồi, mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Coi như là mình đã kết thúc được cái ban khóa nguồn 19 trên con CQ61 này. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân ở con này là lỗi con BQ5 nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế con BQ5 thì máy đã xuất hình. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.